Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với kênh Cây Cỏ Với Cuộc Sống. Đây là nơi mà tôi sẽ chia sẻ kiến thức về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây bảy lá một hoa, còn gọi là thất diệp nhất chi hoa, độc cước liên, thiết đăng đài, chi hoa đầu, tảo hưu, thảo hà sa, thuộc họ hành tỏi. Cây bảy lá một hoa là một loại cỏ nhỏ, có dạng rất đặc biệt, sống lâu năm, thân rễ ngắn, dài chừng 5 đến 15 cm, đường kính từ 2,5 cm, rất nhiều đốt, khó bẻ, vết bẻ trông như có bột màu vàng trắng hay xám vàng. Từ thân rễ nổi lên mặt đất, một thân mọc thẳng đứng cao tới 1 m, phía gốc có một số lá thoái hóa thành vẩy bao lấy thân cây. Giữa thân có một tầng lá mọc vòng gồm 3 đến 10 lá, nhưng thường là 7 lá. Cuống lá dài từ 2,5 đến 3 cm, phiến lá hình mác, rộng, dài 15 đến 21 cm, rộng từ 4 đến 8 cm. Đầu phiến lá nhọn, mép nguyên, hai mặt nhẵn, mặt dưới màu xanh nhạt, đôi khi có màu tím nhạt. Hoa mọc đơn độc ở đỉnh cành, cuống hoa dài từ 15 đến 30 cm, lá đài gồm 5 đến 10, thường là 7, màu xanh lá cây, dài từ 3 đến 7 cm. Rời từng gái một, trông như lá, không rụng. Số cánh tràng bằng số lá đài, hình sợi, rủ xuống màu vàng nâu. Chiều dài bằng hay ngắn hơn chiều dài của lá đài, nhụy màu tím đỏ. Bầu thường gồm 3 ngăn, quả mọng màu tím đen. Mùa hoa vào các tháng 3, 4, 5, mùa quả vào các tháng 10, 11. Cây bảy lá một hoa được trồng ở các vùng núi Cúc Phương thuộc Nam Hà, Linh Bình, Sapa, Hòa Bình, Hà Giang. Cây bảy lá một hoa còn là một vị thuốc dùng trong phạm vi nhân dân. Theo đông y, vị tảo hưu có vị ngọt, hôi cay, tính bình không độc. Tác dụng chủ yếu của nó là thanh nhiệt, giải độc, nhất là đối với loài rắn độc. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.